Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB nhé. Trong video ngắn của ngày hôm nay thì show em sẽ là một video ngắn để giới thiệu đến cho bác và anh em hai cái mẫu bơm máy có BCB và một cái mẫu đầu bò đa năng mà đang được bác và anh em tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều. Đặc biệt giá bơm máy bây giờ nó cực kỳ là rẻ rồi, thì cũng không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu nên sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết hai mẫu bơm máy và cái mẫu đầu bò đa năng. Em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác và anh em cân đối tài chính với nhé. Trước khi giới thiệu cụ thể chi tiết hai mẫu bơm máy, ví dụ như nhà các bác có bơm máy rồi mà các bác sử dụng lâu ngày ấy, mà cái đầu bò của các bác mà nó không có hơi ấy, hoặc là hơi nó yếu, các bác sửa đầu bò, sửa bít tông nhiều lần quá mà không được nữa, thì bên em cũng bán lẻ cho các bác những cái đầu bò đa năng nhé. Đầu bò đa năng thì về các bác lắp đặt cực kỳ là dễ dàng nhé. Mẫu đầu bò đa năng thì các bác dùng cho bơm tất cả các mẫu bơm máy hiện nay nhé. Mẫu bơm máy đầu bò bé, đầu bò to thì các bác đều có thể thay thế sửa chữa nhé. Cho một chiếc đầu bò đa năng này có nhá. Mẫu đầu bò đa năng này thì đầu bò cực kỳ là to nhá. Đầu bò to, bít tông ở trong cực kỳ là to, nén hơi cực kỳ là nhanh và cực kỳ là khỏe nhá. Phụ kiện đi kèm sẽ đầy đủ nhá. Dòng sim này và một cái phớt có nhá. Cái phớt này thì về các bác cứ lắp vào đây là các bác bắt cho em hai con ốc này vào là các bác bơm thôi. Cực kỳ là kín hơi và mẫu đầu bò đa năng này thì các bác lắp vào có bơm thì còn khỏe hơn cả chiếc bơm mới của mình có nhá. Thì một chiếc đầu bò đa năng này thì bên em đang bán ra và đang được các bác và anh em tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều. Một chiếc đầu bò đa năng này thì giá tại thời điểm hiện tại bên show em đang bán giá là 1.600.000 nữa nhé. Đầu bò đa năng phù hợp tất cả các cái mẫu bơm máy giá là 1.600.000 đồng thì đã bao ship rồi các nhé. Nhận hàng các bác sẽ được quyền kiểm tra hàng đúng không? Đúng sản phẩm như em giới thiệu trên video thì các bác và anh em sẽ thanh toán tiền thôi nhé. Đó là cái mẫu đầu bò. Thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết là cái mẫu bơm máy đầu tiên là cái mẫu bơm máy Asen các nhé. Với tầm 3 triệu đồng quay đầu thì đây một trong sự lựa chọn hàng đầu được các bác và anh em tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều. Bởi vì mẫu này thì các bác bơm tầm độ 300 đến 320 cân, rơi vào chưa đến 3 phút, bơm cực kỳ nhanh và cực kỳ khỏe nhé. Mẫu này thì lọc sẽ là lọc to này. Đồng hồ báo nhiệt sẽ là đồng hồ báo nhiệt. Đồng hồ đo cân sẽ là đồng hồ dầu nhé. Đồng hồ báo nhiệt thì ở bên này nhé. Công tắc tắt mở này. Và cái mẫu bơm máy Asen này thì ở trong nhà sản xuất quấn đồng 100%. Khi bơm thì cực kỳ bền bỉ theo thời gian nhé. Và cái mẫu bơm máy Asen này sẽ chế độ chống cháy nổ trên này có nhé. Mẫu bơm máy bình dân như mẫu này thì vẫn như chế độ chống cháy nổ. Khi bác bơm tầm độ 350 cân, các bác quên này, các bác chưa tắt máy thì ở trong này sẽ một lá do đồng nó sẽ bị rách ra, bảo vệ cái bơm và cái bình cổ các bác thì cực kỳ là an toàn nhé. Đó thì một chiếc bơm máy Asen giá tại thời điểm hiện tại bên show em đang bán giá là 3 triệu nhé. Tầm độ 3 triệu đồng quay đầu thì đây một trong sự lựa chọn hàng đầu được bác anh em tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều các nhé. Đó là cái mẫu bơm máy Asen, mẫu bơm máy bình dân. Sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết cái mẫu bơm máy cao cấp hơn nữa nhé. Mẫu bơm máy cao cấp hơn, mẫu bơm máy Sidongsi này thì bên em cháy hàng hơn một tháng rồi. Hôm nay mới về được, em làm video thông báo đến cho các bác là cái mẫu bơm máy Sidongsi Oneon, hàng chính hãng của công ty bên em mới về rồi các nhé. Mẫu này thì lần này về giá nó sẽ biến động lên một chút các nhé. Thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết là cái mẫu bơm máy Sidongsi Oneon và em sẽ báo giá công khai luôn các bác nhé. Mẫu này thì đồng hồ sẽ là đồng hồ 40mb, đồng hồ dầu có phản quang nhé. Lọc sẽ là lọc siêu to khổng lồ. Và mẫu bơm máy này thì sẽ chế độ tắt mở ở bên này nhé. Và đồng hồ báo nhiệt này. Và cái mẫu bơm máy Sidongsi này ở trong vẫn quấn đồng 100%. Và cái mẫu bơm máy Sidongsi này không thể thiếu cái độ chế độ chống cháy nổ cái nhé. Mẫu bơm máy Sidongsi này các bác nào đã dùng qua chiếc bơm máy Sidongsi này các bác đã biết rồi. Mẫu này thì được tầm độ 8-10 năm về gần đây thì được bác và anh em tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều. Mẫu bơm máy Sidongsi này sẽ 3 buồng nén các nhé. Nén hơi cực kỳ là nhanh và cực kỳ là khỏe các nhé. Ví dụ như một bác chỗ bác chưa điều kiện kinh tế dư giả thì 2-3 bác mình có thể chung nhau mình mua một chiếc bơm máy này về. Mình ngồi rung đùi tầm độ 2 phút đến 3 phút bình của các bác đã đầy rồi. Có ghi ben thì cực kỳ là khỏe khoắn các nhé. Mẫu bơm máy Sidongsi này thì những video trước thì em đã test thực tế cho xem rất là nhiều rồi. Các bác bơm tầm độ 300 đến 350 cân, rơi vào tầm độ hơn 2 phút một chút thôi. Đấy các bác thấy không ạ? Mẫu bơm máy Sidongsi này thì bơm cực kỳ là nhanh và cực kỳ khỏe rồi. Và điều đặc biệt thì dùng cực kỳ bền bỉ theo thời gian nhé. Một chiếc bơm máy Sidongsi thì bên show em làm bán giá là 4.100.000 nữa nhé. 4.100.000 đồng thì đã bao ship rồi các nhé. Đó là hai cái mẫu bơm máy Asen và cái mẫu bơm máy Sidongsi và cái mẫu đầu bò đa năng em muốn giới thiệu đến cho các bác và anh em ạ. Thì các bác và anh em mà đang quan tâm mẫu bơm máy nào và cái mẫu đầu bò đa năng thì các bác và anh em nhanh tay liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em các nhé. Đấy thì một video của em làm rất chìa ngắn thôi, thì cuối video thì có được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.